Dạ. Bệnh dại thì không chữa được. Thế không phải ấy à? Bác sĩ bảo không phải, nó hóc xương đâu. Nó hóc xương là vì nó kêu văng vẳng như thế này. Đừng có vào gần thả nó ra chứ. Đâu, ép bọt. Cởi nó ra đi. Đi ra đi. Tính bỏ nó đi nhưng mà khổ thân một đơn vị. Không, đây rồi. Đây rồi. Ew. Đau được một quay lắm.